mã Pileng Panorama đang được tháo dỡ này. Không biết lần chỉnh sửa này sẽ như thế nào. Ngày thứ bảy rất đông khách. Lần này chính quyền vào quyết liệt đây mới dỡ được cái này đấy anh nhỉ. Báo chí vào cuộc, không biết lần này chỉnh sửa sẽ có đúng kiểu không đấy. Nếu có người lên VTV1 cơ mà dỡ thế nào được.